Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến học trên lớp 4 nha. Các con học sinh lớp 4 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 15. Làm quen với dãy số tự nhiên trong sách giáo khoa toán 4 kết nối tri thức. Đây là phần khám phá. Còn số nào bé hơn không nhỉ? Đây, số 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn số nào lớn hơn nữa không nhỉ? Còn nhiều hẻ số lắm. Như vậy, số bé hơn thì không có, nhưng mà số lớn hơn thì còn rất là nhiều nha con. 11, 12, 13, 14 cho đến rất là lớn. Như vậy các số này 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân 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 là các số tự nhiên. Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành một dãy số tự nhiên. Số tự nhiên bé nhất là 0 và không có số tự nhiên lớn nhất. Nhớ là không có số tự nhiên lớn nhất, lớn hoài luôn. Trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị thông qua hoạt động một. Số 1 triệu là số tự nhiên lớn nhất, không có số tự nhiên lớn nhất. Này, câu này sai. Dãy số 1, 2, 3, 4, 5 là dãy số tự nhiên. Dãy số tự nhiên phải đi từ số 0 đúng không? Ở đây từ số 1 này cũng sai luôn. Số đầu tiên của dãy số tự nhiên là số 0. Này đúng. Số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó hai đơn vị. Bé hơn số đó một đơn vị nha. Này sai. Sai cái câu số 2. Tìm số liền trước của các số sau. Số liền trước là số 80. 80 rồi đến 81. Đây là 1990. Đây là 2044. Đây là 9999. Đây là 10.000 rồi, về đây là 9999. Ta sang bài tiếp theo. Bài số 3. Sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy từ bé đến lớn là số nào? 9600 đến 9998 đến là 9999 10.001. Luyện tập tìm số liền sau của các số sau. 19, 20, 200, 201, 85, 86, 9 triệu, 999, 10 triệu. Câu số 2. Tìm số thích hợp để được ba số tự nhiên liên tiếp. Như vậy tôi được là 6, 7, 8. Chín tám chín chín 100 chín 100.000 là 99.999 100.000 là 101 100.001. Câu số 3. Một ngàn chín trăm sáu mươi chín, một ngàn chín trăm bảy mươi, một ngàn chín trăm bảy mốt, một ngàn chín trăm bảy hai, một ngàn chín trăm bảy ba, ngàn chín trăm bảy mươi bốn, một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Bài số 4. Bài số 4, trên bàn có 7 tấm thẻ ghép lại, ghép được thành số 1.951.890. 1.951.890. Lấy ra một tấm thẻ để được số có 6 chữ số lớn nhất có thể. Thì như vậy ta lấy ra số 1 đây. 951.890. Lấy ra một tấm thẻ để được số có 6 chữ số bé nhất có thể, lấy bỏ đi số 9. Thì ta được 151.890. Và các con học sinh lớp 4 thông minh bài học số 15 lòng quen với dãy số tự nhiên. Đến đây là hết rồi nha các con. Xin chào tạm biệt tất cả các con và hẹn clip sau nha. Bye bye.